Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình Kênh Bếp Của Vợ sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm khoai mì hấp nước cốt dừa nha. Rất là thơm ngon luôn. Vào những cái tiết trời thay đổi mưa nắng thất thường thì chúng ta ăn một cái củ khoai mì nóng hổi, béo ngọt thì rất là hấp dẫn luôn đó. Nếu mà các anh chị cảm thấy thích thì hãy bắt tay vào làm chung với Kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay nha. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là khoai mì ha. Cái này cỡ tầm 2 kg khoai mì ạ. Tiếp theo đó là 300ml nước cốt dừa và tầm 300ml nước dạo. Tiếp theo đó là dừa bào sợi ha, dừa cơm dừa mình bào ra. Mè trắng nha. Khoảng 2 đọt lá dứa. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một tô, một cái thau nước và mình sẽ cho vô đây là muối. Cho muối vô cái thau nước này ha. Và tiến hành lột vỏ khoai mì. Khoai mì thì mình cứ cắt đầu cắt đuôi rồi mình xẻ bột đường trên cái vỏ rồi chúng ta tiến hành lột thôi, nó cũng không quá khó. Đó, mình làm như vậy ha. Rồi mình tiến hành mình lấy dao mình lột nó ra. Và mình ngâm cái khoai mì, khi mà mình lột vỏ xong rồi mình ngâm trực tiếp vô cái thau nước muối để cho nó ra hết nhựa nhé. Và cái khoai mì của chúng ta không có bị đen khi mà ở ngoài không khí. Và sau một lúc thì Kênh Bếp Của Vợ đã lột hết vỏ rồi. Mình cắt những cái nào mà bị hư hoặc già mình cắt đi nhé. Và củ nào to quá thì mình cắt đôi ra. Rồi mình ngâm ở đây cỡ tầm 15 phút. 15 phút sau thì chúng ta sẽ mang khoai mì và lá dứa này mình đi rửa. Và khi mà rửa xong rồi thì mình lót một lớp lá dứa ở dưới thành nồi và chất khoai mì lên trên. Và mình cho cỡ tầm 300ml nước cốt dừa dạo này vô. Mình nhớ chừa cái cấn lại nha, nó có cái cấn kìa. Nếu mà cho cái phần nước dừa dạo vô chưa có ngập được cái phần khoai thì chúng ta sẽ cho thêm nước nha. Mình để cho nó ngập cái phần khoai của chúng ta, nó sấp sấp thì mình luộc nó dễ chín hơn. Rồi khi mà đã cho nước ngập sấp sấp cái mặt khoai rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây 1/4 muỗng canh muối. Rồi tiến hành mình bỏ lên mình luộc nha. Đó, mình kiểm tra coi nó đã sấp nước chưa. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ lên mình luộc. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra coi khoai mì nó bắt đầu sôi rồi đây. Và cái mùi lá dứa nó đã ra rất là thơm luôn á. Và mình luộc cứ luộc ở đây tới khi nào mà cái khoai mì của chúng ta vừa chín tới và nó có cái độ mềm cắm cái đũa xuống được, đó là chúng ta sẽ chắt nước ra nha. Mở nắp ra. Đó, sau một lúc thì khoai mì của chúng ta đã mềm rồi. Bây giờ thì Kênh Bếp Của Vợ sẽ xiên thử nhé. Khi mà các anh chị xiên thử mà thấy cái đũa nó xiên qua được là được nha. Đó, chứ đừng có để cho nó rục quá, khoai mì nó chín rục quá thì khi mà mình hấp nó sẽ bị nhão. Bây giờ thì Kênh Bếp Của Vợ đã cảm thấy được rồi. Chúng ta sẽ cho vô cái phần 300ml nước cốt dừa, 3 muỗng canh đường. 300ml nước cốt dừa là 3 muỗng canh đường nha. Mình ngoáy vô. Ngoáy cho để cho chúng ta hấp cái mùi khoai mì nó có cái vị ngọt ngọt và cái béo. Và mè này thì chúng ta sẽ mang đi mình rang được. Khi mà đã rang rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây 2 muỗng canh đường. Và tầm 1 muỗng cà phê muối. Bây giờ thì chúng ta sẽ đảo đều và mình mang đi mình giã cho nó nát nát ra nha. Nhớ lưu ý là mè trắng chúng ta phải rang lên nhé. Rồi quay lại thì cái phần khoai mì này đã chín. Thì chúng ta sẽ mang chắt nước. Mình chắt cạn nước luôn ha. Và khi mà chắt cạn nước rồi thì chúng ta sẽ bỏ lên bếp và mình mở lửa lên.
tiến hành đổ nước cốt dừa này vô. Đó, mình tiến hành mình đổ cái nước cốt dừa có cho vô đường vô đây rồi. Thì chúng ta sẽ ngoáy đều và chan đều cái nước cốt dừa này. Và mình sẽ đun cho cái phần nước cốt dừa này nó sôi lên. Thì chúng ta sẽ mở nhỏ lửa lại và mình sẽ rim để cho nó hấp cái nước cốt dừa và nó rút hết tất cả những cái nước cốt dừa vô trong cái phần khoai mì nhé. Và mình đậy nắp cho nó sôi. Bây giờ thì nó bắt đầu sôi rồi. Khi mà nó bắt đầu sôi thì chúng ta cũng thời gian chúng ta cho cái dừa bào này vô luôn. Để mình nấu cho nó chín để mình ăn cho nó chắc bụng á. Đó, và mình cứ cho hết cái phần dừa bào này vô. Và mình sẽ đậy nắp và riu ở trên lửa vừa thôi nhé. Để cho cái phần nước cốt dừa này nó thấm hết vô trong cái phần khoai mì. Và nó sẽ làm cho khoai mì của chúng ta nó chín hơn. Đó, bắt đầu là cái nước cốt dừa nó sắc lại rồi đó. Khi mà nó đã sắc hết cái nước cốt dừa rồi thì chúng ta sẽ gắp ra. Và thời gian khoai mì của chúng ta đã chín đều rồi, chín mềm, rất là thơm nhé. Nếu mà các anh chị nào mà đứng được ở gian bếp của Kênh Bức Vợ lúc này thì sẽ rất là kích thích và chỉ muốn ăn ngay một cái củ khoai mì nóng hổi thôi. Bây giờ thì Kênh Bức của Vợ sẽ lấy ra đĩa và chiếu cận cảnh cho các anh chị coi cái độ hấp dẫn của nó có đủ kích thích các anh chị đi tìm khoai mì về làm liền cùng với Kênh Bức của Vợ ngày hôm nay không nhé. Đây, màu khoai mì rất là vàng, mềm, dẻo, rất là ngon. Thành phẩm của chúng ta đây ạ. Mình ăn kèm với muối mè thì rất là hấp dẫn. Có cái vị béo béo, ngọt ngọt vừa phải của khoai mì và nước cốt dừa. Ăn chung với cái độ mặn mặn của muối mè và độ thơm của mè sẽ làm cho cái món ăn của chúng ta rất là hấp dẫn luôn. Các anh chị theo dõi từ nãy giờ có thấy Kênh Bức của Vợ chia sẻ ngày hôm nay thật là hữu ích và ngon miệng không ạ? Nếu mà thấy hữu ích và ngon miệng thì hãy cho Kênh Bức của Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần Kênh Bức của Vợ được không ạ? Hoặc là các anh chị có cái cách nào làm cái khoai mì này ngon hơn, đậm đà hơn, hấp dẫn hơn, hoặc là bất cứ một cái món ăn nào mà các anh chị có thể chia sẻ cho Kênh Bức của Vợ được một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, Kênh Bức của Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.